không thể lấy cái nghèo, cái khó ra để biện minh cho việc làm sai trái. Kính thưa quý vị, sức khỏe và tính mạng của cộng đồng là vô giá, không có gì có thể đánh đổi và không thể lấy cái nghèo, cái khó ra để biện minh. Theo nhận định từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, gần đây, mức độ ô nhiễm không khí ở một số đô thị lớn, đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có xu hướng gia tăng mạnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Nguyên nhân chính là do bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động công nghiệp, lượng khí thải lớn nhưng chưa được kiểm soát hiệu quả, kết hợp với yếu tố thời tiết bất lợi, nghịch nhiệt trong giai đoạn giao mùa. Để giảm bớt mức độ nguy hại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn lưu hành, gây ô nhiễm môi trường trong thành phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy định kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cấm sử dụng than tổ ong, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã áp dụng Nghị định 155/2016 NĐ-CP về xử phạt vi phạm đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Đây là những biện pháp cứng rắn, không chỉ nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, mà còn đảm bảo tính mạng người dân khi lưu thông. Về ô nhiễm do than tổ ong, thật khó diễn tả cảm giác khó chịu mỗi khi hít thở phải loại khí thải này. Đặc biệt là mỗi buổi sáng, khi cơ thể con người cần không khí trong lành, thì việc bếp than tổ ong tuôn khói vào môi trường thật là kinh khủng. Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ năm 2019, chưa có số liệu năm 2020. Mỗi ngày, Hà Nội tiêu thụ 528 tấn than tổ ong. Kể cả các phương tiện khác, mỗi ngày Hà Nội phát thải ra môi trường 1.870 tấn khí CO2. Đây là số liệu minh chứng về một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng trong nhiều năm qua. Về cấm phương tiện cơ giới cũ nát lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành, không chỉ tránh gây ô nhiễm môi trường mà còn hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Hình ảnh những chiếc xe đủ các loại không như không đèn, không còi, không phanh, không chắn bùn, không biển số, xả khói đen mù mịt trên đường là lỗi kinh hoàng đối với người dân. Đặc biệt, đáng ra việc cấm sử dụng than tổ ong và các phương tiện giao thông cũ nát đã được thực hiện từ lâu, khoảng năm 2010. Song, do dư luận khi đó biện minh rằng chủ nhân của các loại hình gây ô nhiễm này phần lớn là những người có điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên giờ đây, đời sống nhân dân đã được nâng cao nhiều, việc sử dụng các phương tiện thay thế không còn là điều quá khó khăn. Mặt khác, với sức khỏe và tính mạng cộng đồng, không thể lấy cái nghèo, cái khó ra để đánh đổi, bao biện cho hành vi vi phạm. Và lại, chính họ và gia đình họ là những người phải gánh chịu đầu tiên. Rất mong không chỉ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh mà các địa phương khác sớm có quy định này, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục và có những biện pháp cứng rắn trong tổ chức thực hiện. Khi tôi viết những dòng này, 10 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2021, mức độ ô nhiễm tại Hà Nội là 151, có hại cho sức khỏe. Theo dự báo trong những ngày tới, chỉ số này có thể sẽ còn cao hơn với mức nguy hại. Vì thế, dì một lần nữa nhắc lại, sức khỏe và tính mạng của cộng đồng là vô giá, không có gì có thể đánh đổi và cũng không thể lấy cái nghèo, cái khó ra để biện minh. Phối hợp nhiều cơ quan để phong tỏa, truy tìm tài sản tham nhũng. Kính thưa quý vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản, bảo đảm cho công tác thi hành án, nhất là trong các vụ việc về kinh tế, tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa phê duyệt báo cáo số 01 BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016 tới năm 2020, định hướng nhiệm kỳ 2021 tới năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu công tác năm 2021. Trong đó, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, công khai, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có hiệu lực, hiệu quả cao. Bảo đảm thượng tôn pháp luật, trở thành chuẩn mực ứng xử phổ biến trong đời sống xã hội và trong hoạt động của các cơ quan tổ chức. Kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc phục triệt để
tình trạng nợ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp cũng đặt ra mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hình thành được mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động phòng ngừa và tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài, về pháp luật và tương trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đặt mục tiêu. Riêng trong năm 2021, sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát vướng mắc, bất cập của hệ thống pháp luật và việc xử lý kết quả rà soát văn bản đã được thực hiện trong năm 2020. Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế sau khi được ban hành. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự được Quốc hội giao năm 2021, tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản bảo đảm cho công tác thi hành án, nhất là trong các vụ việc về kinh tế tham nhũng, Bộ Tư pháp nhấn mạnh. Đồng thời, sẽ củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, thi hành án dân sự, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là trụ sở làm việc, kho vật chứng và thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với các ấp ủy, chính quyền địa phương trong thi hành án. Dùng băng giả làm nghiên cứu sinh, vừa ngạc nhiên vừa tiếc. Kính thưa quý vị, theo kết luận điều tra về những sai phạm trong đào tạo của trường Đại học Đông Đô, có tới 626 trường hợp được cấp bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng hiện mới có 216 trường hợp được xác minh. Trong số này, đã xác định tới 193 người được cấp bằng giả. Đáng nói là tới 55 trên 193 người sử dụng bằng giả để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ, một trường hợp nâng thi ngạch thanh tra viên, một trường hợp thi công chức, hai trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ, một trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ. Hiện xác định có tới hơn 20 trường đại học trên cả nước đã sử dụng bằng giả của trường Đại học Đông Đô làm điều kiện xét tuyển sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Cụ thể như Đại học Quốc gia Hà Nội có tới 5 trường hợp, Đại học Sư phạm Hà Nội có 8 trường hợp, Học viện Báo chí Tuyên truyền có 4 trường hợp và Đại học Huế có 4 trường hợp. Tỏ ra bất ngờ trước thông tin trên, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ, bằng kinh nghiệm nhiều năm ngồi hội đồng xét duyệt, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, cá nhân ông được tiếp xúc với không ít trường hợp năng lực yếu, nhiều người chạy trọt, xin sỏ để cho đủ tiêu chuẩn khi xét phong chức danh khoa học. Trên thực tế, cũng có nhiều người đã lọt được qua hội đồng xét phong, nhưng khi đó, ông chỉ cho rằng đó là do thí sinh đã hợp thức hóa hồ sơ quá hoàn hảo như làm giả bài báo, gian dối giờ dạy để được cho qua. Nhưng để lọt qua cửa này thì cũng cho thấy sự yếu kém của hội đồng chức danh khi xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ không tốt, chấm không kỹ hoặc cũng có thể là do nể nang, xuê xoa mà đã cho qua. Tuy nhiên, điều ông không thể nghĩ đến là lại có những người đi mua bằng, dùng bằng giả để được thực hiện nghiên cứu sinh, để được học cao học. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy tiếc vì một cán bộ giảng viên được ăn học đàng hoàng, được đào tạo một cách bài bản để đứng lớp, để làm thầy mà lại có thể làm ra những việc gian dối như vậy. Thật tệ hại khi cả những người đứng trong hàng ngũ của trường đại học lớn như Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia cũng bị kéo vào. Giáo dục là môi trường không thể tồn tại sự gian dối bởi thầy cô mà gian dối thì không thể làm thầy được, không thể dạy cho học sinh được. Từ sự gian dối trong học thuật rồi tới gian dối trong công việc, cứ như thế gian dối từ đầu đến cuối thì làm sao có được giảng viên trung trực, liêm chính, làm sao có được cán bộ liêm chính, mẫn cán, trung thực. Việc này quả thật là bức xúc, cần phải xử lý một cách triệt để, không để tình trạng này trở thành vấn nạn, làm ô uế mất uy tín trong ngành giáo dục đào tạo. Những người gian dối, sử dụng bằng giả, không thể tiếp tục đứng lớp, dạy học trò,
cần phải công khai danh tính, cho ra khỏi ngành, vị phó giáo sư thẳng thắn. Ông cũng nói thêm, cơ chế tuyển giảng viên đại học hiện nay còn đang quá nặng nề về học thuật mà xem nhẹ phẩm chất, đạo đức. Đây chính là lý do để lọt những người không trung thực, gian dối về bằng cấp như vậy. Cháo chấm cơm. Từ vụ việc trên, nhìn rộng ra, phó giáo sư Phạm Tất Dòng cảnh báo về chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư đang ngày càng đi xuống. Ông nói thẳng, ông thấy ngạc nhiên với hiện tượng mua bằng xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, nhưng không ngạc nhiên với những người không đủ năng lực, trình độ, thậm chí là không biết gì về tiếng Anh, vẫn trở thành tiến sĩ, phó giáo sư nhờ học hộ, thi hộ, làm luận án hộ. Có hiện tượng trên, ông cho biết là do tâm lý háo thắng, háo bằng cấp, háo địa vị nên đã bỏ qua các giai đoạn học tập để tiến tới mục đích nhanh hơn. Trong đó, tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc và đòi hỏi phải trải qua quá trình học nhất định, người học mới đạt được kết quả theo yêu cầu. Việc này khác hoàn toàn với những nghiên cứu, báo cáo, đánh giá từ thực nghiệm. Kết quả kiểm tra thực nghiệm có thể mất thời gian, mất công nhưng dễ ăn điểm. Chỉ cần người học trình bày được số liệu trung thực, được chứng minh bằng các cơ sở khoa học, cụ thể là có thể chấp nhận. Tuy nhiên, yêu cầu về văn bằng tiếng Anh là thủ tục hành chính bắt buộc để hoàn chỉnh hồ sơ. Để lọt qua cửa kiểm tra hồ sơ thì người học phải có được văn bằng tiếng Anh. Vì lý do này, nhiều người do không đạt yêu cầu nên đã không trung thực, ăn gian bằng cấp về trình độ tiếng Anh. Có nhiều người đã tìm cách lo lót lấy bằng trước rồi học sau, nhưng cũng lại có những người coi văn bằng giả như tấm bình phong và không cần học nữa. Đây là lý do mà nhiều người sau khi được xét phong chức danh khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, thậm chí là cả giáo sư cũng không thành thạo tiếng Anh. Nhiều người ngồi trong hội đồng chức danh nhưng trình độ tiếng Anh còn thua cả ứng viên. Khi tôi ngồi trong hội đồng chức danh, nhiều nghiên cứu sinh được tôi hướng dẫn, đào tạo cũng có trình độ tiếng Anh rất hạn chế. Khi đó tôi đã đưa ra lời khuyên và tạo điều kiện cho họ học lên. Vì thế, đa số những người tôi đào tạo đều đáp ứng được yêu cầu. Nhưng tôi biết, có nhiều trường hợp cả thầy hướng dẫn lẫn học trò đều chưa làm tốt. Có những thầy trình độ còn hạn chế, còn non nhưng vẫn hướng dẫn một lúc mấy nghiên cứu sinh. Trong khi các vấn đề, đề tài mang tính thời sự rất mới, nếu người thầy không giỏi, không am hiểu mà chỉ dựa vào sự trình bày của học viên rồi cho qua thì chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư kém là điều dễ hiểu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng chỉ rõ. Từ những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khuyến học Việt Nam cho rằng để nâng cao được trình độ đào tạo tiến sĩ, phó giáo sư, việc đầu tiên là phải siết lại từ khâu quản lý. Thứ nhất, cần cơ chế đào tạo chặt chẽ, quản lý sát sao chất lượng, thường xuyên có kiểm tra trực tiếp. Việc quản lý giám sát phải thực hiện ngay từ đầu mối đào tạo và quá trình đào tạo, đó là các trường được đào tạo có đủ uy tín hay không, là những người tham gia hướng dẫn học viên có đủ trình độ, đủ khả năng hay không, là các ứng viên tham gia nghiên cứu sinh có đủ bằng cấp, đủ tiêu chuẩn hay không. Tới khi đào tạo xong, nơi tiếp nhận những ứng viên này cũng phải có bước hậu kiểm tra về chất lượng của học viên có đạt hay không. Chứng nhận chỉ là một phi chứng thôi, còn người đã được công nhận chức danh khi về làm tại các cơ quan cần phải thể hiện được năng lực thực sự của mình thông qua kết quả thực tế. Ví dụ, trước đây tôi làm nghiên cứu sinh tại Nga, khi trở về cơ quan, tôi đã mất nguyên một ngày để trình bày công trình khoa học của mình trước hội đồng khoa học tại cơ quan. Từ công trình của tôi phải cho họ thấy được vấn đề nêu ra, cách giải quyết và kết quả đạt được. Khi hội đồng thấy thuyết phục, lúc đó tôi mới được cơ quan công nhận là có công trình nghiên cứu và bằng phó tiến sĩ của tôi là xứng đáng. Với tiếng Anh cũng vậy, muốn thẩm định, đánh giá không khó. Chỉ cần để ứng viên trình bày công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh thì sẽ đánh giá được ngay. Như vậy, để tình trạng trên xảy ra là do công tác quản lý lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho những người thiếu trung thực, vụ lợi, lợi dụng, lách qua, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Dòng thẳng thắn. Thứ hai, phải nâng cao chất lượng hội đồng khoa học, hội đồng chức danh. Tôi có một học trò vừa thực hiện nghiên cứu sinh kể lại, yêu cầu của hội đồng là muốn nghiên cứu sinh trình bày đề tài bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, khi cô trình bày bằng tiếng Anh mới phát hiện người ngồi trong hội đồng nhưng lại có trình độ tiếng Anh yếu hơn cả nghiên cứu sinh. Một số người còn nghe nói không thành thạo, nên khi nghe nghiên cứu sinh trình bày còn không hiểu hết được nội dung của đề tài. Việc này không khác nào là mang cháo chấm cơm, khiến học viên cũng phải ngỡ ngàng,
Phó giáo sư Phạm Tất Dòng chia sẻ. Cuối cùng, vị chuyên gia cho rằng việc đào tạo tiến sĩ phó giáo sư không thể theo kiểu đánh trống ghi tên rồi ghi bằng cấp, nhận tiền. Thực tế này theo vị chuyên gia rất cần báo động, bởi thực tế có những trường hợp sau khi được phong chức danh khoa học xong thì không làm gì nữa, không hướng dẫn, không nghiên cứu, cũng không giảng dạy. Với những người như vậy, Phó giáo sư Phạm Tất Dòng cho rằng họ chỉ lấy bằng cấp để phục vụ cho mục đích thăng tiến, tăng lương mà không giúp ích được cho ngành nghiên cứu khoa học, cho xã hội. Những người này nên trả lại chức danh cho nhà nước để dành cho những người khác xứng đáng hơn. Do đó, vị chuyên gia này cho rằng quan niệm bằng cấp trong xét phong, đề bạt thăng tiến, xếp ngạch, lên lương cũng cần phải xem xét lại, tránh tình trạng chạy đua bằng cấp chỉ vì mục đích danh lợi chứ không phải vì mục đích phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. Vụ cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người vi phạm, thanh tra Bộ Công an vào cuộc. Kính thưa quý vị, theo giấy mời, thời gian làm việc vào sáng ngày 7 tháng 1 với nội dung làm việc liên quan tới nội dung tố cáo của ông P tại trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ông P cũng đã nhận được thư mời của thanh tra Bộ Công an. Trước đó, thanh tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo kết quả giải quyết tố cáo vụ việc cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất bị tố đòi tiền người vi phạm. Thông báo khẳng định giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết tố cáo của ông P đối với thượng úy HTM, cán bộ đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đối với nội dung tố cáo thượng úy M có hành vi kiểm tra xe vi phạm đã nhận đòi tiền hối lộ là không có căn cứ. Tuy nhiên, thượng úy M đã vi phạm quy trình công tác khi xử lý vi phạm lỗi điều khiển xe không gắn biển số đối với xe thuộc loại bắt buộc gắn biển số đối với ông P. Đối với nội dung tố cáo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất bao che cho sai phạm của thượng úy M, thanh tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có căn cứ. Tuy nhiên, các đồng chí ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất và cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã tiếp xúc, gọi điện và nhắn tin đến ông P là chưa đúng quy định, thông báo nêu. Thông báo cũng nêu rõ, giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý các cán bộ vi phạm nêu trên theo quy định của ngành. Theo đơn tố giác của ông P, vào khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 5, ông đi xe mới mua từ cửa hàng chờ gắn biển số theo hướng về quận Tân Bình. Khi đến công viên Hoàng Văn Thụ, ông gặp tổ cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Ông P trình giấy phép lái xe, biên nhận giao xe của cửa hàng. Thượng úy HTM thông báo lỗi vi phạm của ông P sẽ phạt 6,2 triệu đồng, yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng lái ngay lập tức. Ông P không đồng ý. Sau đó, thượng úy M đưa xe và người về trụ sở cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất. Tại đây, ông M đưa ông P vào phòng làm việc. Theo đơn tố cáo, sau khi ông M lấy một số tiền của ông P, ông được phép lái xe về, còn bằng lái vẫn bị giữ. Bức xúc, ông P đã làm đơn tố cáo. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2020, cán bộ phòng cảnh sát giao thông tới đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất gọi ông P qua để xác minh làm việc. Sau đó, ông P nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông mong muốn cùng ông P giải quyết sự việc.